Tuổi nào đẹp nhất trong đời, tuổi 20 không nuối tiếc, tuổi 40 vượt qua hết thất bại, đến tuổi này thấu nhân sinh. Sống thật với mình, không có độ tuổi nào là đẹp nhất, cuộc sống chỉ tươi đẹp khi ta sống trọn cho hiện tại. Tu y đẹp nhất trong đời là năm nào, câu người bảo đó là tuổi thơ vô tư lự, cũng có người bảo đó là những năm tháng thanh xuân nhiệt huyết, lại có người bảo đó là tuổi già an nhàn. Nhưng có vẻ như con người ta thường nghĩ về tương lai hay quá khứ mà quên mất rằng độ tuổi đẹp nhất chính là hiện tại. Jun -go xưa rất khôn ngoan, họ đã đúc kết mọi giai đoạn của cuộc đời bằng ngôn ngữ triết học và dặn dò thế hệ mai sau. Không có cuộc đời hoàn hảo, chỉ có lứa tuổi đẹp nhất. Muốn sống một cuộc đời tươi đẹp, điều đầu tiên là phải hiểu bí mật trong vẻ đẹp của từng độ tuổi trong nhân sinh. 10 tuổi vô ưu Jun -go xưa nói 10 tuổi vô lo, khi còn nhỏ, chúng ta thường tràn đầy tình yêu và háo hức khám phá thế giới. Suốt ngày cười nói, rong chơi, tự tại. Trong Hoàng tử bé có viết, tất cả những người trưởng thành đều từng là trẻ con nhưng có mấy ai nhớ được điều này phong tử khải tin rằng sự ngây thơ của trẻ con sẽ không mất bị đi lần đầu tiên bước ra xã hội nhìn thấy sự giả tạo của xã hội lúc bấy giờ tôi chợt cảm thấy người lớn đã dần mất đi bản tính chỉ có trẻ em là ngây thơ và có nhân cách hoàn chỉnh đây mới là con người thật sự hy vọng rằng khi lớn lên chúng ta vẫn sẽ không quên khát vọng ban đầu của mình vẫn giữ lại sự ngây thơ trong sáng của một đứa trẻ vẫn tò mò về thế giới ngay cả trong những ngày buồn tẻ và bất lực nhất và vẫn sẵn sàng bao dung thế giới này. Tuổi 20 không nuối tiếc, tự cổ anh hùng xuất thiếu niên, tuổi 20 là tuổi khai thiên, tuổi tràn đầy sức sống và thịnh vượng. Giống như mặt trời lúc 9 giờ sáng, vươn mình trước thế giới đang đợi họ ở phía trước. Tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, hãy dũng cảm theo đuổi ước mơ, cho dù gặp phải bao nhiêu thăng trầm. Bạn cũng đừng dễ dàng bỏ cuộc, hãy chiến đấu hết mình và theo đuổi ước mơ của mình. Tuổi 30 tự lập, công tử nói tam thập nhị lập, có nghĩa là tuổi 30 không chỉ gánh vác chuyện cá nhân mà còn gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông. Trên có cha mẹ, giữa có vợ hiền, dưới có con cái. Tuy ba không tự lập, trách nhiệm tại thân. Cha mẹ già đi, bầu trời mà họ từng nâng đỡ này sẽ phải do bạn tự nâng lấy. Bạn phải trở thành mái che cả đời cho nửa kia của mình. Phải che chở con cái khỏi bão rồng. Tuy ba không tự lập, trách nhiệm tại tâm. Bạn phải có tư duy độc lập, biết mình muốn gì, muốn trở thành người như thế nào, không để bị ai chi phối và có thể bình tĩnh đối mặt với mọi khó khăn. Tuổi 40 tỉnh táo Jun Guo đến 40 tuổi đã nếm trải cay đắng ngọt bùi của nhân sinh, họ đã sở hữu tất cả những gì nên sở hữu. Trải qua tất cả những gì nên trải qua, trái tim tính toán trước kia giờ đã bình yên. 40 tuổi, cái gì cũng nhìn thấu hiểu rõ, trong lòng tự khắc nhẹ nhõm, không còn bị vật ngoài thân mê muội. Ở tuổi này, cuộc sống dần trở nên rõ ràng hơn. Cúc sống lúc này như những ca từ trong bản con đường bình phàm, tôi đã vượt qua núi rừng và biển cả. Cũng đã vượt qua biển người mênh mông, tất cả những gì tôi từng sở hữu đều bỗng tan biến như mây khói. Đã thất vọng và mất hết phương hướng cho đến khi tôi nhìn thấy con đường bình phàm. Đó là câu trả lời duy nhất. Tuổi 50 hiểu mệnh trời. Nuôi ở đời đã đi qua, con người ta sẽ hiểu ra luật trời. Một năm có xuân hạ thu đông, vạn vật sinh diệt. Con người cũng có sinh, lão, bệnh, từ mọi thứ đều là một chu kỳ lặp đi lặp lại và họ cũng hiểu ra, nhân quả tuần hoàn, tất cả đều do tự mình tạo ra, muốn được quả lành thì trước phải gieo nhân tốt. Sau khi hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống, ta cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong lòng. Sông có khúc, người có lúc, đừng cưỡng cầu, đừng bám vào danh lợi, đừng mãi vướng mắc thị phi thành bại, hãy đối mặt với mọi tình huống trong cuộc sống bằng thái độ cởi mở. Tuổi 60 thấu nhân sinh, khi một người đến tuổi 60 sẽ nghe lọt tai tất cả ngôn từ, kể cả lời hay ý đẹp và lời nói ác ý. Dù gặp phải những thăng trầm và thất bại nào, lòng họ vẫn bình thản vì họ đã đạt được cảnh giới không sợ chê bai, chỉ cần ngồi ngắm hoa nở hoa tàn trước hiên nhà là đủ. Câu người cho rằng, tất cả rắc rối trong cuộc sống đều đến từ đôi tai, khi nghe người khác mắng mỏ, vu khống, cười nhạo, sỉ nhục, coi thường, con người ta sẽ tức giận, nhưng đến tuổi 60, tâm hồn sẽ rộng hơn, có thể bao dung với người và vật, khi nghe những lời cay nghiệt cũng không lung lay. Vì khi đó ta sẽ hiểu, thế giới là của riêng tôi và không liên quan gì đến người khác. Tuổi 70 sống theo ý mình. Công tử nói, tuổi 70, hãy thuận theo lòng mình nhưng đừng vượt quá khuôn phép. Khi một người sống đến 70 ắt đã sáng suốt mọi chuyện, biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm, điều gì nên nói và điều gì không nên nói. Thành công lớn nhất của một người là được sống thật và sống theo cách mình thích. Sở Ti Dốc nói, cuộc đời có hạn, chúng ta không nên lãng phí cuộc đời có hạn của mình chỉ vì sự đánh giá của người khác mà hãy làm theo tiếng gọi con tim. Bất kể là độ tuổi nào cũng sẽ mang vẻ đẹp có một không hai ở độ tuổi đó. Hãy nhớ rằng hiện tại chính là khoảng thời gian đẹp nhất và chúng ta chỉ sống cho thời khắc này, hãy trân trọng những gì mình có.